Giê-xu đến cho muôn người tiếng yêu thương, để xóa hết đắng cay đêm trường. Dù cho thế nhân coi đời quá thế lương, vì Giê-xu chính là con đường. Ngài đã đến cho nhân loại thấy thiên nhân, để được đến với Cha thiên đàng và được sống trong ân tình Chúa cao sang, mà trần gian mãi không thể ban. Võ thiên đàng Ngài đến để chuộc mùa tôi, bỏ ngai vàng chỉ vì yêu tôi. Lòng quá vui mừng vì chính đêm nay Chúa ra đời để cứu nhân loại. Vì thế ai tin nhận Chúa Giê-xu, Chúa ban cho cuộc đời hòa vui bình an. Giê-xu đến giữa muôn ngàn tiếng hoan ca, Thiên sứ thánh chúc tôn danh Ngài. Người khen Chúa trên ngôi trời cao rất cao, hòa bình dưới đất cho nhân loại. Giê-xu đến cho muôn người tiếng yêu thương, để xóa hết đắng cay đêm trường. Dù cho thế nhân coi đời quá thế lương, vì Giê-xu chính là con đường. Ngài đã đến cho nhân loại thấy thiên nhân, để được đến với Cha thiên đàng và được sống trong ân tình Chúa cao sáng, mà trần gian mãi không thể bán. Võ thiên đàng Ngài đến để chuộc mùa tôi, bỏ ngai vàng chỉ vì yêu tôi. Lòng quá vui mừng vì chính đêm nay Chúa ra đời để cứu nhân loại. Vì hễ ai tin nhận Chúa Giê-xu, Chúa ban cho cuộc đời hòa vui bình an. Võ thiên đàng Ngài đến để chuộc mùa tôi, bỏ ngai vàng chỉ vì yêu tôi. Lòng quá vui mừng vì chính đêm nay Chúa ra đời để cứu nhân loại. Vì thế ai tin nhận Chúa Giê-xu, Chúa ban cho cuộc đời hòa vui bình an. Chúa ban cho cuộc đời hòa vui bình an.